Alo alo alo. Đến hàng lại lên là tiếp tục cắm trại lần hai. Hiện trạng ngày hôm nay thì được những nhà tài trợ hàng xóm được tài trợ rất là nhiều thứ. Thứ nhất là sẽ có một ký thịt bò luôn hả Linh? Nhiều dữ vậy. Rồi có nước ngọt. Rồi ở đây thì có xúc xích. Và có bắp. Rồi. Đây là lều cũ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dựng lều. Rồi, đăng. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Follow Me. Thì hôm nay tụi mình sẽ cắm trại phần 2. Đúng rồi. Và đây là hồi trước tụi mình đã làm một cái rồi nè. Rồi, giờ phân chia công việc nha. Đi kiếm củi đi, mọi người kiếm củi lên kiếm củi to tí nha. Có cái cây củi to cứ lượm về giống như giật đập cho. Rồi Hảo sẽ đảm nhiệm bung lều. Chip phụ bung lều luôn đi. Rồi chip vô dựng lều đi. Đấy, để dựng giật đập ra rồi lượm vô nè. Đang cầm cái này đây đang. Chỗ ơi, để nó nhanh vô mặt á. Lừa xa, chị em. Nè. Rồi, bẻ củi bỏ bao đi. Ok. Mình chất như ngày hôm qua á, hôm qua mới đầu mình đốt, mình sẽ để mình để 4 cục hai bên. Để cao lên. Kéo qua, bắt kéo đây. Đó, trước tiên mình cứ để đây cho sau lúc mà có than mình mới để cho nó kín lại cho nó khỏi bỏ củi nhỏ vô trước, củi nhỏ cho nó bắt ngồi trước rồi xong mới đốt củi lớn. Ráng biết nhóm bếp lửa ơi, có than rồi nay mai sẽ cho đi sống sinh tồn nữa không, giờ này mình chưa biết nhóm lửa nữa thôi chứ. Sao mà sinh tồn được, đúng không chết? Toàn, thế là toàn. Toàn. Anh Gấu nói gì anh Gấu? Đúng rồi. Thì chỉ có ăn. Đâu? Để lấy đồ ăn bán lên đây. Rồi, ca đi không quẹt không? Thì cho quên đi mượn. Ê, cái thằng bếp lửa mới dập như vậy hả cái thằng? Bếp không phải lấy chân lên dập. Vì dập té hả mày? Đi vô cho chi tiêu ba. Nói. Đưa cho dầm thùng quẹt ra ngay chỗ. Nè, con đứng đây nè, ba coi tivi á. Nè. Tại vì nhà tài trợ thịt bò quá nhiều. Nên mà phải không có uống nước ngọt nữa, xách nước ngọt về luôn đi. Mẹ, các hàng còn da nhỏ. Cái nắp đâu? Con đứng xe ra, xách nước ngọt về. Xách nước ngọt về. Thôi để cho tụi nó uống. Nhưng mà bữa sau á là không có đem nhiều như vậy nha. Chơi mình chỉ chơi một xíu thôi. Đem như vậy là quá nhiều. Mấy đứa này chưa ăn mà nó uống tí là no hết. Thì để lại một hai lon cho tụi nó uống chứ đem về tí tụi nó lấy vô uống. Ba thịt bò.
Thôi ít thôi. Vì đây là các người chiến xuyên. Chí lên và đừng xuyên nữa như đó thôi. Wow. Đừng dứt chắc luôn rồi. Kia sao kia nhiều hơn kìa. Nhiều hơn. Lên đi. Nếu mà muốn thì bỏ ra một ít thịt buffet phía này nào, còn lên đem cái thịt đó đem về nhà con đi. Để kim mẹ bỏ tủ lạnh chứ để hư. Nãy nãy đâu? Đây nè. Quay cho. Bên làm gì ạ? Đừng. Thôi đem về. Lấy ra sao? Dạ. Con đem cái đó về đi. Đem về đi. Xuyên hết que luôn đi xong. Xuyên thêm vài que nữa thôi. Còn uống miếng nữa. Trong lúc chờ đợi có than, giờ mình sẽ dẫn đám nhỏ này đi hái xôi. Hái xôi với chôm chôm. Hả? Bin đi không? Đây, đi theo ba. Đừng, cái bông để nó ra trái. Thình. Đổ đâu? Đổ đi sau quá. Đổ sau kìa. Thình. Đây là căn nhà. Mình có chữ thấp mới rồi. Đây là căn nhà gọi là của ông Mường nha các bạn. Mở cửa ra nào. Đây, cây này người ta nói là đem cái này vô bỏ cặp này ngày mai thực bà luôn. Mà thử chắc rồi. Gì luôn, thử rồi mà ngày mai cô kêu đọc mấy bài văn không, rốt cuộc là không có thuộc bài nào hết á. Đâu mất hết rồi. Ê, bên nào chỉ cho. Bên đâu chỉ cho đâu mất rồi. Cô chó. Ủa sao toàn nhầm. Ê, thanh niên chó kìa, thanh niên chó. Đây là phóng viên chó. Phóng viên chó có muốn nói gì không? Phóng viên chó. Chó có ai vậy ta? À, chó của chú Hải. Ê, chú Trực nhớ để ý nha. Hồi trước là tụi con dắt một cái lỗ chó rất hai cái à. Hello. Phóng viên chó. Cẩn thận coi chó. Cẩn thận đấy. Cẩn thận coi rắn đó nha chú. Không có rắn đâu. Đó là phóng viên chó. Ở đâu có khóa cửa, ở đó có chôm chó. Và đây là vườn chôm chôm. Nếu mà nay mai mà mình mình mà làm tốt mình sẽ vô đây sinh tồn. Hôm nay sinh tồn cái vườn chôm chưa. Đứa nào thử leo cây. Thôi leo cây tí gãy chân nha các bạn. Thôi để viên Trực hái cho. Cameraman cầm kia đó men. Nè nè cầm. Leo lên Viên Trực ơi. Anh Viên Trực có muốn bình luận gì khi đi lấy cây không? Coi chừng cái cây. Hỏi cái đít của tôi để nó rớt rồi. Hạ xuống, dục xuống Trực ơi. Xem lên lại hai nhờ. Xin cô thấy xin cô thấy hai trái thôi. Đừng hái nhiều. Xài của cô thấy á đã tìm trái về già đang cầm hay gì chật hái cái này. Ai quên chôm chôm đi. Hái trái xuống giờ. Còn trái kia nữa kìa. Mình cầm nhanh giờ thì cầm quá thành rồi. Cầm cái kia sao rớt. Đâu? kiếm tiền để mua thịt bò nhé các bạn. 30.000 một ký đây. Hôm nay có một cái bếp than rất là ngon lành. Tụi nhỏ bắt đầu nướng thịt bò và bắp. Còn món xúc xích nữa mà. Thì nướng thịt bò trước xong rồi. Hôm nay thực phẩm khá là xịn sò con bò. Nhưng mà nó dính nữa hả? Kệ nó để cho nó khô tí mình lấy lại, không sao đâu. Một xung quanh cứ. Cái cây nó bị dơ rồi đây. Đủ không? Đủ thịt bò mọi người một cây không? Đủ. Tính rồi. Chắc đủ á chú. Tính một người thường một cây thôi. Thường luôn á. Mang thịt bò về chứ ba con bảo là ủa sao không đi được hết đi. Thôi, nướng đây là nướng ăn trải nghiệm thôi ha. Ăn cái gì mà hết là 1 ký thịt bò. Nhiều lắm, nên ăn thịt bò nhiều. Bây giờ coi, gỡ cái này ra con ngon nó dính quá. Về lấy cái đũa kia gấp về, cây này gãy hết rồi. Bò. Gấu đâu? Coi chừng nó bay ra đó. Gỡ thằng Vin đâu rồi? Vin nè. Đổ không? Mà mới để xíu nó dính vô. Ui. Đổ đâu? Đổ rồi. Đổ rồi. Đâu? Đổ rồi. Chị có chiếc đi luôn. Linh, đổ đổ đâu mất rồi. Đổ rồi. Đổ. Nó về rồi hả? Đổ rồi. Ủa nó chưa về mà chú. Ủa? Đổ. Má ở đây.
chết. Mà cử đại diện đi tìm gấu đi để mất con chạy về có thử. Cắm hai cây vô, đang ngồi một tí là kiểm soát là thiếu một thành viên, chắc là chạy về nhà rồi. Đúng rồi, hôm nay đang lèo ra trời chuẩn bị mưa rồi mọi người ơi, bầu trời đang thui. Nhưng mà ông có tắm hồ bơi nữa rồi. Mưa này mà hồ bơi hồ điếc cái gì. Kia có một thanh niên chỗ cắm trại lại đứng lên đây. Đây. Nó mình cứ dích lên đây thôi, mình banh ra. Đáng lẽ là sắt kiểu bò lúc lắc á, cục á. Xuyên vô. Xuyên quê á. Nhà nó hay sắt gì nữa. Âu. Nướng kiểu này thì dễ chín hơn, ngon hơn. Chị lên ăn thịt bò nhiều lắm, chị lên nghiến thịt bò. Đâu. Mấy ngày nay chưa được ăn á mày. Ủa nãy chưa có cho gia vị gì ở đây đúng không? Mà có đường ớt, chấm đường ớt rồi nó cũng ngon. Đúng rồi, bò này thì ăn cái gì mà chả ngon. Chị ơi, trời ơi, gắt dùng cái này xíu que nè. Cái nào? Cái này nè, thiệt hồi. Cái này cô chân chín rồi nè, tái tái à. Tái mới tái à. Này của anh tự nè. Này của con. Cái gì vậy? Này của Đăng nè, nãy giờ đang chín rồi. Để ngoài cục gà trái dễ điều khiển. Sau đây là tâm sự của chàng trai buồn vì không được ăn thịt bò, lý do. Vậy? Lý do không ăn thịt bò? Không có. À, sao Linh đòi nợ Linh? Đúng không? Nó không có. Đây là cô gái chủ thịt bò và anh trai không ăn thịt bò. À, thôi con ăn cục này đi. Xịt. Xịt. Thằng lính của ông đừng có tắt không? Mày nhai mà nghẹn luôn chiếc à. Cô chủ thịt bò ăn thịt bò. Mình cũng thưởng thức một miếng thịt bò coi, ăn ký của tụi nhỏ ha. Ơ, nhìn máy đang di chuyển nhanh kìa kìa. Ơ, nhìn máy di chuyển nhanh anh chiếc. Tiếp tục trải nghiệm một món xúc xích nướng. Nướng khá là đẹp. Giờ mình sẽ chấm vào một miếng sốt. Và mình sẽ quạm một quạm hết cái cây xúc xích này. Nó làm ngã luôn không xin. Nó hết rồi. Wow. Làm lát đi. Có dần đổi đất kìa. Chờ nó chạy giúp coi. Ô cây này nở rồi nè. Tiếp tục món thứ ba. Đó là bắp nướng. Lóc xoáy. Xoáy đây. Đúng rồi. Chết rồi, đi vào lều chủ. Đừng có hôn mưa gọi gió nữa. Hiện tại là mưa khá là to rồi. Wow, mưa nặng hạt rồi. Chứ vào lều thôi. Đừng có hôn mưa gọi gió. Ngồi xếp lại hết. Vô lều. Vô lều. Đừng có đem nước vô, bỏ nước rồi. Lẹ lên, vô lều lẹ lên. Thôi đó. Đó là bây giờ trời nó mưa rồi, mọi người đang ngồi trong lều. Cái một bếp lửa đó mọi người. Wow. Đi qua ngồi với mẹ kìa. Tao ở đây rồi, đây mày coi. Ê, không có giỡn. Lũng vèo á. Ngồi dưới này nè, ngồi chùm hổm thế này nè, ai biết ngồi lết xuống dưới anh chị. Ê, hôm nay là mưa khá là to đó. Để video sao đó.
Muốn đi về hả? Qua mẹ. Thôi chắc kết thúc video tại đây nha. Hiện tại mưa khá là to. Mình sẽ kết thúc tại đây để lo cho mấy đứa nhỏ cả. Bye bye. Anh em nhớ để lại một like, share và nhớ đăng ký kênh. Follow me. Bye bye. Yeah yeah. Trời ơi. Tình hình là để mưa. Mọi người đang được vô trong lều. Lần đầu tiên cái lều nó có giá trị là sử dụng cho trời mưa. Nhưng mà không sao, bước mình lát nữa về nhà tắm. Ê, 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 không có giỡn, nó gậy lều á. Ê, có con gì trong kia kìa. Kệ nó đi, mà nó có con gì kìa. Con. Thôi. Con. Nó lị đi nó. Dính, dính ra. Bắt đồ á, thì ra nữa ra anh nè. Chị chịu luôn rồi đây. Mình đến. Nãy đó mưa mưa rồi lo về chứ. Tôi đem mình đi bắt đó, ai đưa ra để cho thằng đó. Chị đem mình đâu á, bắt nhai. Nó là thằng đứa tôi đang ăn.